chào đại gia đình của mình quay lại trên YouTube của gia đình Hình Hình nha. Hôm nay thì Chánh và vợ và cùng Ryan với ba cô nhân viên đi xuống Trà Vinh ở dưới Trà Cú đây nè, để mình làm một cái chương trình thiện nguyện, đó là hai vợ chồng mình có xây một cái căn nhà tình thương. Rồi mình xuống hôm nay để mình trao tặng nè, với lại mình phát thêm mấy chục phần quà cho bà con nghèo ở đây. Thì hai vợ chồng đang đứng ở dưới xã gọi là xã Hải Xuyên, huyện Trà Cú đó. Giờ mình chuẩn bị mình đi vào phát, thì có nhờ có bé Thư với ông một người bạn nữa. Trên đường sáng giờ đi là không có quay, tới đây mình mới quay. Cả nhà nhìn nè, thấy dưới đây người ta thấy dừa đã không? Dừa này là dừa gì đó My? Em nói dừa gì? Dâu á anh. Dừa dâu hả? Dạ. Đầu trái nó nhỏ luôn á, trái nó nhiều nước á. Nhiều nước nữa. Tại vì có bé Ngọc với bé My cũng là người miền Tây. Nên với cái đặc sản ở miền Tây này hai bé cũng rất là rành, nên có gì không biết là Chánh cũng hỏi nha. Thì bây giờ cả nhà mình cùng đi với vợ chồng Chánh đi vào để mình coi là vợ chồng Chánh trao căn nhà như thế nào. Rồi Ryan cũng có Ryan đi đến nhà cả nhà. Đây là cô Thư, nếu mà ai coi cô bé này là rất là nhiệt tình luôn, hỗ trợ là chung thiện nguyện ở dưới này rất là nhiệt tình từ xưa giờ luôn, làm rất là nhiều chương trình. Ở Ryan nè, đây là anh Đoàn. Anh Đoàn là bạn của Chánh với Thảo cũng khá là lâu rồi. Anh rất là hay hỗ trợ hai vợ chồng, mà thấy có chương trình là anh đều hỗ trợ luôn á. Giờ đi chưa? Dạ mình đi nha. Giờ đi, ok đi. Anh bấm cho cái cháu phát còn. Đi giờ đi một xe, đi hai xe. Đi xe 7 xe lận đó mọi người. Bây giờ là Chánh cùng Đoàn với những anh công an hỗ trợ vợ chồng mình vào để trao căn nhà dưới đây nè. Thì ở dưới đây được mấy anh xác minh rất là kỹ càng nên mọi thứ mình làm đều rất là yên tâm. Nè, cái khu vực ở Trà Vinh này mà mọi người đang nhìn đi, nhà cửa người ta rất là lụp xụp như vậy đó, nên á mình hỗ trợ được cái gì thì mình hỗ trợ. Đây đi, đi vào bên trong. Đây là cả đoàn chuẩn bị đi vào, tại vì đi vào trong sâu tới 1 km mấy gần, nên mọi người phải đi xe máy, di chuyển bằng xe máy. Bé Anh và mẹ Thảo ngồi xe trước đó mọi người. Đây là cái cảnh miền quê ở dưới miền Tây Bạc Liêu ở Trà Vinh này cả nhà. Đó. Hình đây mình đứt của những cái cầu, rất là nhiều cầu. Cây bỡ vậy nè. Nhưng mà ở dưới miền Tây mình công nhận nhiều cầu anh ha. Không nước mà. Hai cái cầu. Rồi mời mấy anh chị vô. Không tình đó rồi. Đây anh được đi chăm nhà này cả nha. Đây mình vào trong khu vực này đây. Đây cũng thấy cảm giác vui lắm nha cả nhà. Về dưới này mình thấy rất là thân thiện, ai cũng thân thiện hết đó. Đó. Thế anh lần đầu tiên đi từ thiện ở xa vậy luôn á. Sau cái đợt này là mình còn phát gạo ở Đồng Nai nữa nè. Đây là cái ngôi nhà mà hai vợ chồng mình quyên góp và xây tặng cho gia đình của cô này. Cả nhà mình thấy không? Hồi trước là cái nhà tranh đó cả nhà. Hồi trước đây là một cái nhà tranh dột. Nhưng mà sau khi hai vợ chồng quyết định là xây để cho, tại vì cái căn nhà này là có hai bé còn rất là nhỏ tuổi đi học. Mình mới nói là cái búp, cái măng non là mình phải cần đầu tư trước, nên mình quyết định mình xây cho hai bé này. Cái ngôi nhà thì cũng không có to gì hết, nhưng mà cũng là cái tấm lòng của vợ chồng mình với nhiều người bạn bè góp lại. Đó, cứ một năm hai vợ chồng mình cố gắng xây được 1-2 căn như thế này là thấy vui lắm. Đây, căn nhà thì cũng được dột tôn để cho nó khỏi mưa dột, rồi có chỗ rồi đồ lót gạch men nha cả nhà, đi cho nó sáng sủa sạch sẽ. Đây là bên trong nhà, em quay tí nha. Đây là cái bên trong căn nhà. Đây là thành quả của rất là nhiều người nha. Đây anh Đoàn,
anh Đoàn tặng cho một cái bằng học. Nhưng mấy chị đang khơi nè. Đây là anh Đoàn anh tặng thêm cho gia đình anh chị này một cái anh muối gì anh? Hai cái khánh thờ. Hai cái khánh thờ đó. Anh tặng cho hai bé một cái bằng học. Bằng học dễ thương á anh Đoàn. Đó. Có lý á. Anh bữa nay anh xuống bàn giao nhà nè. Cho anh chị nè, cho anh chị có chỗ ăn chỗ học nè. Hai bé này là cái lý do mà tránh quyết lúc mà mình quyết định mình lựa mình chọn là mình lựa cho cái cho anh chị này là hai cái bé này nè, là mình muốn để cho hai bé này có cái chỗ ăn, cái điều kiện để ăn học. Cố gắng là mỗi năm mình sẽ xây ra thêm một căn, có năm nào mà làm được thì sẽ là hai căn. Đó. Hai anh em học. Hai bé có sách vở đây, có sách vở đầy đủ không? Nếu không có em hỗ trợ cho mấy bé thêm sách vở với bút viết cho nó, hai đứa đi học. Đó, anh với chị kìa, Đó. Dạ đây hôm nay là ngày 29 tháng 5 coi như là rằm á. Là vợ chồng Thảo có xuống để cho nhà tình thương mà hôm bữa hai vợ chồng Thảo có xây cho hai bé nhỏ. Thì hôm nay Thảo xuống đây để quay cho Mạnh Thường Quân xem mà đã hoàn thiện nha. Cái này hai vợ chồng tự cứ gọi là tự làm chứ không có nhóm, không có hội gì hết. Mở Đồng Nai mở ngay thành phố Biên Hòa hả? Ngày đường vô là đường Nguyễn Du. Đây là hai bé nhỏ. Dạ, ngay đường được tặng cái bàn thích quá luôn. Được một phòng hả cô? Chú đó xây được một phòng hả? Có cái cửa sau. Mẹ đi ra ngoài đây cũng mát. Được mới có nhiều này thôi chứ chưa được cái gì nữa. Dạ. Cho hai bé có chỗ che nắng che mưa để học. Sâu. Nghe đây hai đứa nghe. Bảo. Sâu. Bảo. Hai vợ chồng tự gọi là tự làm chứ không có hội gì hết.
cái đường vô là đường Nguyễn Du. Vợ chồng mình trao tặng căn nhà ở bên kia thì mình đang qua bên này bên chùa Hàng Sơn tiếp tục hỗ trợ thêm cho bà con bên này 50 phần quà. Thì một phần quà bên vợ chồng mình á bao gồm là một bịch gạo này nè cả nhà, một thùng mì, một chai nước tương với nó một bịch đường hả? Ờ,
đường với nước mắm nữa. Đường với nước mắm, nửa ký không, nửa ký đường không? Một ký đường. Một ký đường, chai nước mắm, chai nước tương, thùng mì, một bao gạo. Đó, cái này là cũng là cái tấm lòng của hai vợ chồng. Đây, anh nữa, tới nữa anh nữa đi phát gạo cho mấy ông bà nè, cô chú nè. Đó, mẹ Bảo đang đại Phật cái anh vô lại theo, thấy không? Đó, anh lại bánh chu đích lên trên trời luôn. Ừ. Chùa này cũng khang trang lắm cả nhà. Đó, chùa cũng rất là khang trang. Bây giờ mọi người bắt đầu là thảo cha và với mấy bé nhân viên nhà mình á là bỏ chia phần. Đây cả nhà thấy không? Anh cũng phụ chia phần nữa. Anh đưa cho mấy cô nha. Trời ơi giỏi dữ vậy ta. Anh là quá giỏi luôn. Nước tương tâm thái tử. Đó mì cú đỏ. Rồi nước mắm nam ngư. Nước mắm anh cho nước mắm gì vậy Thư? Kìa. Ông cho con bánh kìa. Ông cho con bánh kìa anh. Con cảm ơn con ạ đi, con dạ đi. Anh, con ạ, con chào con, cảm ơn ông. Đó, anh không chịu ngủ trưa luôn. Anh xuống đây là anh không chịu ngủ trưa luôn. À. Sáng giờ đi vui không My? Dạ vui. Vui không Ngọc? Vui không Quỳnh? Vui. Còn Lan Anh? Anh bỏ qua bên kia đi anh. Nay anh lần đầu đi chùa phải không? À. Bên này là cái nhà ăn của chùa này, nhìn thấy sạch sẽ lắm cả nha. Rất là sạch sẽ, tí nữa mình được ăn bún riêu chay nữa. Đó, bên này bữa nay có nhân vật đặc biệt là chú Thắng đi nữa. Đây. Phần kế bên luôn em. Lấy thêm một phần quà nữa. Lấy thêm phần nữa anh Tránh. Dạ. Đây là mình vợ chồng mình sẽ tiếp tục phát cho ông lão ông bà cụ. Ở đây là ông bị tật. Ông bị mất hai chân, ông bị mất một chân. Đây cả nhà. Thì mình sẽ quay lại cái hành trình của vợ chồng mình cho cả nhà mình cùng xem thôi. Những cái mảnh đời ở dưới Trà Vinh, những bà con khó khăn. Đó. Mình sẽ phát 5 hộ như thế này, là mỗi hộ là một phần quà và 500.000 rồi cho 5 hộ đặc biệt khó khăn. Rồi còn lại là những cái hộ kia là người ta đi tới chùa để người ta lãnh quà. Ở đây là cái hoàn cảnh tiếp theo là mọi người trao đến, là đây là có hai ông Bảo hả? Đó, ông cụ bị tai biến. Nhà rất là tội luôn. Có gặp bé tên em tên gì? Dạ em tên Sambo. Ừ, bé này là người có rất là thích Ryan luôn. Dạ. Con Ryan luôn mà gặp mà xuống dưới tới đây còn gặp nó rất là dạ, dễ thương, rất là hiền. Đó. Đó. Đó, mình cảm ơn anh, cũng cảm ơn em nhiều nha. Dạ, cảm ơn gia đình rất là nhiều. À. Dạ. Đi tới đâu mà gặp có người mà yêu mến mình là vậy là rất là vui. Đó, con kêu anh kìa, anh kìa. Anh đó. Anh. Đó, anh vui lắm. Chị kìa, có chị nữa kìa. Xuống chơi chị hả? Nào xuống á. Nè, đẻ xuống đi. Ủa, không có cho kẻ. Dẫn đi đâu á? Dạ. Anh này mấy tuổi đây em? Dạ, một tuổi mấy rồi. Một tuổi mấy là cũng bằng này. Ủa, anh được rồi. Gì đó? Hả?
Em có chụp tấm hình, em muốn chụp hình không? Bây giờ là tới giờ phát phần quà cho mấy bà con nghèo. Đó biết rồi nó. Chắc Vinh không nổi rồi nè. Đây nè, mọi người chuẩn bị ăn bún riêu nè. Ình cũng được ăn bún riêu nè. Ẩn sau chùa cả mọi người ơi. Nhìn cảnh đẹp, cảnh rất là đồng quê nha mọi người. Cái cây đó là cây gì vậy bé Thư? Không phải cái cây một mình kìa, cây cô đơn kìa. Cây ở ngoài đó cây cọ hả? Cây cọ cô đơn. À, cây cọ. Cây thúc nốt. Cây thúc nốt đó. Đó cây thúc nốt đó mọi người. Đây là ông anh của Chánh, anh Đoàn. Anh là chuyên order hàng Singapore phải không ta? Singapore. Đây, nếu mà mọi người trong kênh của Chánh mà có ai mà muốn mua đồ hàng Singapore thì anh Đoàn là người đi trực tiếp Singapore để đi lấy đồ đi mua hàng cho mọi người luôn. Đó. Đó thì anh Đoàn nha mọi người. Cái Facebook anh Đoàn là Vincent Võ. Vincent Võ nha. Có gì nếu mà mọi người cần thì mọi người comment, Chánh sẽ cho cái link Facebook anh Đoàn nha. Đó mọi người ủng hộ ảnh, là ảnh chuyên về hàng Singapore. Này, Singapore là ảnh là đi một tháng nào cũng đi hết đó nha cả nhà. Đây, tới bún ra. Cái bàn ăn này ra thấy dĩa rau là thấy hấp dẫn rồi ha. Nè, dĩa rau nè. Giá sạch luôn. Ăn trong chùa thì yên tâm rồi. Đó, thấy ình bữa nay anh quậy, anh chơi vui quá, anh không ngủ luôn. Vui quá. Nãy gặp mấy cô xem kênh rồi chụp hình với anh nữa. Đi đâu được gặp fan hâm mộ. Đây là bún riêu chay đi mọi người. Vì cũng lần đầu tiên Chánh ăn bún riêu chay. Đó. Nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm nha. Bữa nay ăn thử nha. Cẩn thận nha mình. Này, mấy cô ăn nè. Nhem nhem hả? Ăn thử coi bé Ngọc. Giá được thì làm sao em? Chùa rất là nhiệt tình nha cả nhà. Mình đi ăn vô trong chùa rồi đó, lúc nào chùa cũng được rất là nhiệt tình. Ăn đi Thư. Kêu bạn Thư ăn, bạn Thư ăn nè. Ăn đi Thư. Ăn miếng. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Con không mà. Tìm nấu ăn ra được. Phải không? Bây giờ hôm nay là sau khi phát quà rồi mọi người ăn uống trong chùa thì cũng bây giờ mọi người bắt đầu về nè cả nhà. Thì cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. Đó mấy bé nè. Cũng cảm ơn đại gia đình mình đã theo dõi cái YouTube của gia đình mình ngày hôm nay đi phát quà từ thiện. Mình hình là giờ đang ngủ luôn nè cả nhà ơi. Cả buổi trưa chơi trong chùa, quét chùa, dọn chùa, giờ lên xe ngủ hết rồi. Thì bye bye đại gia đình của mình nha. Hẹn gặp lại đại gia đình của mình trên những video tiếp theo của gia đình này nè nha. Bye bye.